Hello, mấy em mình gọi là vợ cầm nhá. Chân ổn định đi, tiền sao bị mà đó. Xin là vì tăng cao gì đó, xoan trẻ cả đồ gì về phía bà được nhá. Ok, thì cả đồ gì á, chân ổn mấy suy khu nền ta nhìn đuổi. Thì cái gũ ở tông mình bị, thì cái gũ ở tông để làm cả đồ gì về phía bà được nhá. Thì cả đồ gì của mình nét đây này mà. Lý giải ngã cao gì chút thả đẹp bố của á. Xin là vì tăng cao gì bà được nhá. Tăng cha tăng na gì, miễn nam miễn chiếc cái mà gì xuống đây xuống này bị gì bà được nhá. Chúng nó đi tàn nó chú già tàn cà rồi tàn nó em nhà chị nên biết thôi yêu sinh dù bà cả rồi chị nên biết ta vì cho mọi gì mà phải bảo được không nhá ta cho cho mọi là bà đây được rồi bố lụ cho mọi là bà đó bây giờ cho mọi là bà đó anh ấy đây được rồi bố bây giờ cho mọi là bà đó mà phải bảo được không nhá xin là vì tàn cao gì đó xong đấy cả rồi gì về phải bảo được không nhá mình đã bày lý giải ngã cao nhà bài lý giải ngã cao mình đã bán xem bây giờ đồ nhà bán chỗ nhà bán xem bây giờ mình đã bán chỗ bao nhiêu mình đã lý giải ngã cao nhà lý giải ngã cao chỗ này này đồ polo đồ son thật đồ gì bao nhiêu nhá hôm nay cho nó đi cả đó gì cô tân đã khai lên tông cao chỗ ba anh nhiều bữa sau lên này tông cao chỗ ba ở bên đó anh lên tông cao chỗ ba cái nhá nhà nào tiền lên tông cao chỗ ba anh nhiều mình đi ở đó mấy cái lên nào đi xem phim phim lên nào đi chính tuyến tông cao chỗ ba mình đào đi ở đâu anh nhìn lên ra đấy tận khai lên ra đấy cho nó biến đoan anh đi đấy cho nó gì gì chu bị này tông ngồi cho bà cầm nhá tha rồi cho nó đuổi yêu sinh cho bà cari á anh nhìn anh đẹp polo chín lên em nhà bị ở tận lên chín lên em nhà bị ta gì bà đấy chú già tận cari tận đi tu lúc bé cha đấy tu mà em nhà gì đấy chín lên đi đấy hoàn đa gì pdp gì bà đấy cầm nhá thế cái gua son thà là đấy xin là vì tận cao thì đó cả đào gì về phía bà đấy cầm nhá thì cả đào gì có phía đấy giao lưu sinh khâu long lên thu đấy cả thì cả đào có giúp bị thu bù lỗ xoan thật đấy bây giờ cho nó đôi suy cha đấy cả phía suy cha đấy cả thì cả đào giúp bị suy cha anh đấy cho nó đôi yêu sinh giúp bà cái đấy á bù bây giờ cho món là bà là gì bà đấy thì cái gua xoan thật là bà đấy cầm nhá ok thì lâu xoan thật đấy cả đào gì ở đó tu vật là khả năng tam bản đó tu vân na vân na hòa bảo vệ biên mà đó rồi cái đầu vị cả ba ni sa giá trị nhé cho nó nói khẩu thật phù do bị bảo vệ cái nhá tu ba là khăn na tam bản đó tu vân na hòa bảo vệ biên mà đó rồi cái đầu vị cả ba ni sa giá trị nhé cho nó nói khẩu thật phù do bị bảo vệ cái nhá tu ba là khăn na tam bản đó tu vân na hòa bảo vệ biên mà đó rồi cái đầu vị cả ba ni sa giá trị nhà mình phải bảo được không nhá thì cái đó yếu nên là lý giải ngã cao gì chút thà tiền mà đấy nhá nên là lý giải ngã cao gì chút chút thà đấy đúng không anh nuôi bên nhà lâu mình chỉ có món mà đấy thì cái gọi xin bị là bà đấy cô miền này đúng không chicken gì đấy cô tao cha đấy đúng không chỉ lên im nhà gì đấy ta na gì đấy nên lúc vừa cao này sao thì à chú gì gì đồ yashi mà phải bảo được nhá đại học đại học cho nó mấy suy đi à xin là như này lưu đi à tăng cao như này lưu đi thì cả đào yêu bao lâu cho nó đại đông như mà đấy chú lê yêu tên mà được nhá đại học muốn cho nó mấy suy đi con này tao mới đi đồ à xin bị gì ông cho nó thì cả đào yêu tên sẽ bị làm gì phải bảo được nhá alo mẹ xin là bị tăng cao nhá vào gì cả nhá